Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đang quay trở lại channel của mình Ngọc Thanh TV đây. Và cũng như dự kiến, mình đang đứng ở trong cái nơi tiếp nhiên liệu của đầu máy. Đây là đầu máy đêm 10H026, kia là đầu máy đêm 10H020. Sao lại đây? Còn đây, hôm nay mình muốn review toa xe bồn này. Má tối thế nhỉ? Sao không nào để quay? Đây, kia là đầu máy đêm 10H027. Đây là ram xe mà chở xăng dầu. Tối có vãi cả cứt ra. Đấy, toa xe xăng dầu này cũng mình chở. Để các bạn mình thấy các bạn đã sáng hơn rồi đây. Đấy, các bạn có thể nhớ được chữ rõ chữ Rachaco trên tay kìa. Giờ rõ rồi đúng không ạ? Đấy, đây là ram xe xăng dầu của đường sắt Việt Nam. Nó dùng để chở dầu các bạn ạ. Đấy, dành cho những cái tàu chở dầu. Nói chung thì mình cũng chưa gặp cái ram xe chở dầu này bao giờ. Đây là lần đầu tiên mình gặp trong đây. Cho nó chạy thì chưa nhá, ngoại trừ việc xem YouTube. Mình thấy thì cái ram xe xăng dầu này ấy, nó có mấy cái vỏ bọc xanh xanh này, mình cũng thấy cũng không cần thiết lắm. Mình xem trên mấy bộ phim, mấy tivi ấy, thấy nó cũng mà không có ấy. Cái vỏ xanh tét tét này ấy, nó chạy như bình thường. Như bình thường thôi. Nhưng mà hình như là ram xe to hay sao ấy. Ram xe to mới cần đến chứ nhỉ. Nó thì có bên này 2, bên kia 2. 2. 8 bánh anh em ạ. 8 bánh trên kia. Một cái khí mở van. Anh em nhá. Đấy, còn đây là máy đầu máy Đông Phong Hồng D1027. Trong kia thì là máy thêm máy D5H. Đấy, máy này thì gì? Ram xe này chuyên dùng để chở xăng dầu với cả chở một vài vật liệu. Ok cho anh em, chở một vài vật liệu. À đâu, chở xăng dầu với cả chở nước và chở nước mắm. Nhưng mà cũng sẽ đánh số thứ tự ra riêng. Nó ghi là à toa xe gì nó ghi trên này. Nhưng mà mình nghĩ với một cái tập đoàn rất là lớn ở Việt Nam, nó có chuyên ấy hàng là Rachaco. Anh em không tin thì cứ lên mạng gõ Rachaco và họ sẽ ra đây điền các bạn. Đấy, ok chưa? Đấy, chưa thế rồi. Còn cho những anh em chưa biết đây là những là ram toa xe khách đã bị lãng quên ở ga Yên Bái. Nói ra lãng quên cũng không đúng, nhưng mà bỏ lại ở đấy, bỏ sót lại ở đấy. Thế bây giờ đây là một cái thứ rất là đặc biệt, mình đã từng review rồi ấy. Mình đã từng review con máy 026 không bao nhiêu rồi, 053. Mình review trong cái này, mình cũng từng review cái máy ống khói kia rồi, nhưng mà ha, nó ngang, nó hỏng, không ấy được. Ok cho anh em, video mình nhớ kết thúc. Hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye. À từ từ, nó có một cái chỉ số gì ấy, SO33X21005. Ok, VNR631427. Ok, bye bye nha. Hẹn gặp lại cho các video sau. Bye bye.